Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711R là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của thương hiệu Patek Philippe. Đây là phiên bản đồng hồ Nautilus được làm bằng vàng hồng 18K, tạo nên một vẻ ngoài đầy sang trọng và quý phái. Mặt số của đồng hồ có kích thước 40mm, các vạch chỉ giờ và kim phút đều làm bằng vàng và được phủ dạ quang. Cửa sổ ngày với khung viền tròn, tạo nên một thiết kế tối giản và đầy cảm hứng. Đồng hồ được trang bị bộ máy caliber 324SC, khả năng lưu trữ năng lượng lên đến 45 giờ. Tính năng chống nước tốt đến độ sâu 120m. Đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711R là một sản phẩm đồng hồ cao cấp và sang trọng, thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng không kém phần lịch lãm, phù hợp với những người yêu thích sự đẳng cấp của thương hiệu Patek Philippe. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất. Tại đây, Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.